Con bạch thầy, thầy có thể cho con biết sự khác biệt giữa chủ động suy nghĩ và vọng tưởng được không ạ? Có phải có vọng tưởng mình mới chủ động suy nghĩ được không ạ? Hay có vọng tưởng mình cũng tự khởi suy nghĩ được? Thưa với quý vị, chúng ta nên học giáo lý giùm sư ha. Thứ nhất, suy nghĩ là gì? Suy nghĩ là đơn thuần cái hoạt động của tâm. Mà cái hoạt động của tâm này nó có tất cả các hướng đúng lẫn sai, tức là kusala và akusala. Cái kusala tức là cái đúng, cái thiện, thì mình suy nghĩ đến cái đối tượng đó là đúng. Còn cái bất thiện có nghĩa là mình suy nghĩ đến cái đối tượng không có đúng. Đối tượng như thế nào là đúng? Ví dụ như mình đang thực hành thiền hơi thở, thì khi đó đó mình, cái suy nghĩ của mình là mình suy tư về cái hơi thở. Thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Thì đó là suy nghĩ đúng. Còn cái suy nghĩ không đúng là như thế này. Một là mình nghĩ về dục nè, nghĩ về sân nè, hoặc là mình nghĩ về một cái thời pháp nào đó, thì nó cũng là bất thiện. Do đâu? Do mình đã đi ra khỏi cái phạm vi của hơi thở. Bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm mình cần tập trung vào quan sát hơi thở. Hoặc như là mình đang tập trung, ví dụ như bây giờ đang tập trung để mình học bài, đang tập trung để học bài, mà tự nhiên cái mình suy tư về cái vấn đề nào khác ngoài cái vấn đề liên quan đến bài vở, thì nó là akusala, tức là bất thiện. Còn cái vọng tưởng là như thế này, là những trường hợp suy nghĩ bất thiện. Tức là sư tóm gọn lại, cái suy nghĩ là nó là sự làm việc của tâm, nó là sự hướng tâm đến đối tượng và làm việc trên đối tượng. Nó có hai cái, thiện lẫn bất thiện. Còn cái vọng tưởng thì nó thuần túy là bất thiện. Tức là vọng tưởng nó là suy nghĩ bất thiện. Bất thiện ở đây tức là không có đi đúng vào cái mà mình cần phải chú tâm. Ví dụ như đã cần chú tâm hơi thở, nó lại chú tâm đến cái chuyện khác, thì đó là vọng tưởng. Yeah, xin mời Đại Đức Tự Tường chia sẻ về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Câu hỏi sự là để làm tại trả lời rất là đầy đủ vậy. Sư cũng không muốn, nói chung là sư cũng không biết bổ sung gì thêm, tại vì nhưng mà sư vẫn có cái lời khuyên nha, lời khuyên quý vị là thực sự những cái câu hỏi quý vị hỏi câu hỏi này nè là rất cần thiết quý vị, rất cần thiết. Một lần nữa, mặc dù để Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh rồi, nhưng mà sư lại nhấn mạnh nữa là mình nên đi học, mình nên học nghiên cứu các lớp pháp căn bản. Còn nếu mà hiểu rõ hơn về về cái hoạt động của tâm á, như Đức Hạnh Tuệ nói, quý vị nên học lớp vỡ lòng, gọi là vỡ lòng vi pháp. Tại vì những cái khái niệm mình chưa có, rồi mình ngay cả những cái này mình gọi là căn bản, thì vậy căn bản thì con chưa nắm được đó, nó rất là trở ngại trong con đường Phật pháp. Thưa quý vị, còn huống gì nói đến là phân biệt đâu là một cái câu nói, mà đâu phân biệt đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, nó rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, cho nên là nói chung vẫn có lời khuyên quý vị nên cố gắng nên học ha, nên nỗ lực nên học, nên học căn bản này. Rồi đặc biệt muốn hiểu rõ về tâm thức á, học mở lòng vi pháp. Xin kết thúc phần trả lời của hỏi này.